Em xin chào mừng quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng ạ. Mọi người theo dõi video của em có nhu cầu tư vấn đặt hàng thì liên hệ cho em vào số hotline trên màn hình hoặc nhắn tin vào số Zalo 0948241055 để em được tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ. Hôm nay thì em sẽ lên mã áo sơ mi ngắn tay toàn bộ là hiệu của Nhật để gửi tới các anh các chú ạ. Tất cả các đơn hàng của em ngày hôm nay thì em sẽ bán đồng giá là 150k một sản phẩm. Mọi người mua từ hai sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho mọi người. Còn mọi người mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán giúp em là 23.000 nhé. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em ạ. Còn trong trường hợp vì một lý do nào đó không vừa vặn hay không ưng ý thì mọi người có thể hoàn lại giúp em và vui lòng thanh toán giúp em là 30k nhé để em chi trả cho bên vận chuyển ạ. Em xin phép đi vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay. Mã đầu tiên em lên là mã D1, vai 46, bụng 57 và dài 78. Vai 46, bụng 57 và dài 78. Một em sơ mi kẻ caro, nền màu xanh các anh chú ơi. Nền màu xanh và phối kẻ caro này, màu xanh, màu vàng, màu trắng nhẹ. Này, em này màu xanh rất là mát mắt và đẹp này các anh chú ơi. Một em hiệu của nhà Golden Beer form size L ạ. Em này sẽ có túi ngực nhá, có túi ngực và có cúc cài đấy ạ. Toàn bộ cúc của nó cũng sẽ được dập chữ Golden Beer nhé. Đó, chất của nó là chất cốt tông cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng, mát mẻ các anh chú ạ. Em này sẽ là vạt bầu ạ. Và một em hiệu của Nhật này các anh chú ơi. Em này độ mới cũng rất là cao nhé. Màu sắc thì cũng rất là mát mắt. Rất là mát mắt, nhẹ nhàng và dễ mặc các anh chú ạ. Đó, giá chỉ có 150.000 thôi nhé. Mọi người mua từ hai sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng cho mọi người ạ. Em lên mã D2, vai 47, bụng 55 và dài 80. Vai 47, bụng 55 và dài 80 ạ. Một em sơ mi màu sắc rất là đẹp này các anh chú ơi. Nó phối khá là nhiều màu sắc, nhưng mà nó không quá rực rỡ. Chất là chất cốt tông nhá. Thương hiệu của nhà Paris này các anh chú ơi. Em này cũng thuộc form size L ạ. Sẽ có túi ngực nhá. Đó, một em sơ mi kẻ sọc cực kỳ đẹp luôn. Chất là chất cốt tông, rất là mềm mại, mát mẻ các anh chú ạ. Mùa hè mặc những cái em sơ mi chất cốt tông nhẹ nhàng này cũng không hề sợ nóng đâu nhé các anh chú nhé. Đó, một em hiệu của Nhật đấy ạ. Tag mark của nó cũng còn rất là mới luôn. Mã D2, vai 47, bụng 55 và dài 80. Đây ạ, mọi người thấy quan sát. Màu sắc em này quá là đẹp và nhã nhặn các anh chú ơi. Mã D3, vai 45, bụng 54 và dài 75. Vai 45, bụng 54 và dài 75 ạ. Một em sơ mi cũng là chất cốt tông này. Chất cốt tông màu sắc nhã nhặn, lịch sự cực kỳ luôn. Em này sẽ có túi ngực nhá. Logo tag mark sẽ được may ở phần túi này đây ạ. Đó. Em này thuộc form size M ạ. Chất cốt tông nó mềm mại lắm các anh chú ạ. Em này cũng sẽ là có vạt bầu nhá. Một em sơ mi hiệu của Nhật form size M này các anh chú này. Đây ạ. Màu sắc này thì rất là dễ mặc, dành cho phù hợp với nhiều lứa tuổi các anh chú ạ. Đó, chất cốt tông thì rất là mềm mại, mát mẻ các anh chú ơi. Mình có thể mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê. Quá là đẹp luôn, nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ nhá các anh chú nhá. Mình cứ yên tâm, những cái chất cốt tông này nó rất là mềm, không hề sợ nóng đâu ạ. Mã D4, vai 58, bụng 84 và dài 78. Vai 58, bụng 84 và dài 78 ạ. Một em sơ mi chất là chất lanh nhé. Chất lanh cực kỳ mềm và mát. Màu đỏ khá là rực rỡ này các chú ơi. Em này thì thuộc form size đại nhá. Form này thì các chú mình phải từ 80 đến 90 cân ấy mới mặc vừa. Vai 58, bụng 84 và dài 78 ạ. Một em sơ mi form size 2XL các chú ạ. Màu sắc khá là rực rỡ ạ. Dành cho các chú mình mà yêu thích những cái gam màu rực rỡ này. Chất của nó là chất lanh xịn lắm. Nó cực kỳ mềm, mềm và mát các anh chú ơi. Vạt nó sẽ là vạt ngang ạ. Một em sơ mi tang mát. Tang mát của nó đầy đủ nhá. Đây, em này sẽ là vạt ngang nhá. Đó. Chất nó mềm mại vô cùng ấy. Màu này thì rất là rực rỡ nhá. Các anh chú nào mà yêu thích cái gam màu rực rỡ trẻ trung này thì chọn em này ạ. Mã D5, vai 50, bụng 55 và dài 75. Vai 50, bụng 55 và dài 75 ạ. Một em sơ mi màu xanh, nền màu xanh phối kẻ caro này các anh chú ơi. Em này thì sẽ là thuộc form size L. Một em sơ mi hiệu của Nhật này. Nó sẽ có túi ngực,
Phần túi sẽ được thêu cái logo logo thương hiệu nhá. Sẽ có túi và sẽ có cúc cài ở túi đây ạ. Tag mark sẽ được may ở phần sườn túi này đây các chú ơi. Màu xanh này thì cũng rất là mát mắt, nhẹ nhàng đấy chú này. Em này cũng sẽ là vạt bầu ạ, một em sơ mi vạt bầu nhá. Đây, màu sắc của nó vô cùng đẹp, chất của nó cũng là chất cốt tông. Nó rất là mềm mại các anh chú ạ. Mọi người cứ nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Đảm bảo mặc những cái em sơ mi chất cốt tông này nó không hề sợ nóng đâu ạ. Nó rất là mát, màu sắc này cũng rất là đẹp và trẻ trung đúng không ạ? Mã D5, vai 50, bụng 55 và dài 75 ạ. Em tiếp tục lên mã D6. Vai 46, bụng 53 và dài 70. Vai 46, bụng 53 và dài 70 ạ. Một em sơ mi kẻ ô này, màu sắc cũng rất là trung tính, dễ mặc các anh chú nhá. Em này hiệu của nhà Indian các anh chú ơi. Sẽ có túi ngực này, logo sẽ được thêu ở phần túi nhá. Toàn bộ cúc của nó cũng sẽ được dập cái logo hiệu Indian đấy các chú ạ. Màu sắc quá là đẹp luôn ạ. Màu cái gam màu nó mát mắt, nó nhẹ nhàng vô cùng các anh chú ơi. Đây ạ. Chất của nó thì cực kỳ mềm mại, thông thoáng và mát mẻ nha các anh chú nhá. Em này sẽ là vạt ngang đấy ạ. Rất là dễ mặc các anh chú ạ. Các chú mình có thể mặc quần với phối với quần tây này, bỏ buông ra. Quá là đẹp luôn ạ. Các chú mình mặc để đi chơi này, đi dự tiệc. Đó, cà phê, cà pháo cực kỳ đẹp luôn, lịch sự lắm ạ. Giá chỉ có 150 ngàn thôi. Mã D7. Vai 50, bụng 55 và dài 80. Vai 55, bụng 50 và dài 80 ạ. Một em sơ mi chất cốt tông. Chất cốt tông này chất cốt tông nhăn nha các anh chú nhá. Em này thì sẽ có túi ngực ạ. Sẽ có túi ngực này các anh chú này. Vạt sẽ là vạt bầu nhá. Một em sơ mi Make in Việt Nam. Và em này là của Hàn. Make in Việt Nam là hàng xuất Hàn. Nó sẽ có lẫn một số mã của Hàn các anh chú nhá. Form của Hàn thì cũng cực kỳ đẹp. Form dáng trẻ trung nhá. Đó. Màu sắc của nó cực kỳ đẹp luôn ấy, chất cốt tông nó rất là mềm, màu sắc của nó đẹp lắm, nó nhã nhặn, nó phù hợp với nhiều lứa tuổi các anh chú ạ. Vai 50, bụng 55 và dài 80, mã D7 ạ. Em lên tiếp mã D8. Vai 53, bụng 64 và dài 79. Vai 53, bụng 64 và dài 79 ạ. Một em sơ mi chất cốt tông, cũng là chất cốt tông nhan nhá. Màu này thì là gam màu tối màu. Form size XL. Form da màu này thì là tối màu dành cho các chú mình ở tuổi trung niên. Các chú mình từ trên 50 tuổi trở lên thì mặc em này. Trên 50 tuổi mặc em này thì rất là nhã nhặn và lịch sự các chú ạ. Có túi ngực này, tag mark sẽ được in ở phần túi các chú nhá. Em này cũng sẽ là vạt ngang ạ. Vạt ngang các chú mình. Em này thì cũng khá là to đấy, các chú mình cũng phải từ 70 đến 80 cân đấy thì mặc vừa em này ạ. Một trăm phần trăm cốt tông, một em make in Japan. Mã D8, vai 53, bụng 64 và dài 79 ạ. Các anh chú mình ở tuổi trung niên mặc em này thì quá là hợp luôn đấy ạ. Mã D9, vai 45, bụng 53 và dài 75. Vai 45, bụng 53 và dài 75 ạ. Một em sơ mi chất cốt tông siêu siêu mềm mại các anh chú ơi. Màu sắc của nó cũng cực kỳ đẹp luôn ấy. Đây. Một em make in China, make in China form size M. Make in China và là hàng hàng của Hà nhá, hàng là hàng xuất Hàn các anh chú ạ. Em này thì sẽ có hai túi nhá, em này sẽ có hai túi, túi sẽ có nắp túi này các anh chú này. Đây. Màu sắc của nó thì quá là đẹp luôn ạ. Chủ yếu hôm nay thì em lên toàn những cái mã màu nền màu xanh ấy, rất là đẹp mát mắt, trẻ trung các anh chú ơi. Chất em này thì cũng sẽ có nhăn nhá, chất cốt tông nhăn nhẹ này. Màu sắc của nó cực kỳ đẹp và nhã nhặn. Các chú đảm bảo mặc những cái em này lên thì trẻ ra mấy tuổi luôn đấy ạ. Đó. Đấy ạ. Chất cốt tông nó rất là mềm các anh chú ơi. Em này thì sẽ là vạt bầu nhá. Vạt bầu một chút xíu thôi ạ. Đó, nó sẽ có hai túi ngực này. Rất là lịch sự luôn ạ. Mã D10.
Vai 44, bụng 52 và dài 66. Vai 44, bụng 52 và dài 66 ạ. Và một em sơ mi. Chất này là chất kiểu chất dệt đấy các chú ạ. Chất dệt, nó là một em sơ mi họa tiết này. Màu sắc rất là trẻ trung. Em này thuộc form size L các chú nhá. Vạt của nó cũng sẽ là vạt bầu nhẹ các anh chú ạ. Đây ạ, màu sắc của nó rất là tươi tắn và trẻ trung nhá. Nó không quá rực rỡ đâu các anh chú ơi. Mặc em này đảm bảo là rất là trẻ, trẻ ra mấy tuổi luôn các anh chú ạ. Vai 44, bụng 52 và dài 66 ạ. Em lên mã D11. Vai 52, bụng 58 và dài 83. Vai 52, bụng 58 và dài 83 ạ. Một em sơ mi màu sắc khá là nổi các anh chú ơi. Nền là màu xanh tím và được phối với lại kẻ ô này ạ. Một em hiệu của nhà Eddie Bauer, Make in Singapore, 100% cotton này các anh chú nè. Em này sẽ có túi ngực nhá. Em này thì cũng thuộc form size khá là to đấy. Các chú mình phải từ 75 đến 85 cân ấy, thì mặc vừa em này nhá. 100% cotton và là hàng xuất Nhật các anh chú nhá. Đó. Em này độ mới cũng rất là cao. Màu sắc của nó cũng rất là đẹp này các anh chú ơi. Mặc em này thì cũng cực kỳ lịch sự luôn đấy ạ. Một em sơ mi thuộc form size to ạ. Đó, các chú mình vừa với form size này thì chốt em này đi nhá. Đó. Mã D11, vai 52, bụng 58 và dài 83 ạ. Mã D12, vai 46, bụng 51 và dài 76. Vai 46, bụng 51 và dài 76 ạ. Một em sơ mi kẻ caro nhỏ này các chú ơi. Em này sẽ có túi ngực nhá. Logo sẽ được thêu ở phần túi này đây. Em này thì thuộc form size slim fit, form dáng slim fit này. Có đuôi tôm này các chú ơi. Em này độ mới cũng cực kỳ là cao. Màu sắc trung tính, rất là dễ mặc nhá. Tag mark nó sẽ được may. Được may ở phần dưới này đây ạ. Bên trong của nó sẽ cũng có phần mark cúc phụ này. Một em hiệu của Hàn các chú ơi. Đây ạ, màu sắc này cũng cực kỳ nhã nhặn và đẹp nhá. Nó phù hợp với nhiều lứa tuổi các chú ạ. Rất là nhẹ nhàng, độ mới cực kỳ cao nhá. Mã D13, vai 46, bụng 50 và dài 76. Vai 46, bụng 50 và dài 76 ạ. Một em sơ mi màu xanh, kẻ caro nhỏ, cực kỳ đẹp này các chú ơi. Em này sẽ có túi ngực nhá. Sẽ có túi ngực này, phong dáng slim fit nhá. Đằng sau của nó sẽ có may, nó sẽ may hai cái đường ly chít eo này các chú này. Và ở giữa nó cũng sẽ có một cái đường may trang trí này. Em này mặc lên thì rất là trẻ trung nhá. Form dáng slim fit, vạt là vạt đuôi tôm ạ. Màu sắc quá là đẹp luôn đấy các anh chú ơi. Đây, một em hiệu của Nhật 100% cotton này các anh chú ơi. Đây mọi người thấy quan sát cái màu sắc của nó cực kỳ lịch sự luôn ạ. Chất của nó là chất cotton rất là mềm mại luôn. Vai 46, bụng 50 và dài 76. Em lên tiếp mã D14. Vai 56, bụng 65 và dài 79. Vai 56, bụng 65 và dài 79 ạ. Và một em sơ mi cực kỳ đẹp này, nền màu trắng và được phối với cái họa tiết hoa lá này các anh chú ơi. Em này thì thuộc form size khá to đấy, form size 4L các anh chú ạ. Sẽ có túi ngực nhá. Tag mark sẽ được may ở phần túi này đây ạ. Đây, em này cũng thuộc form size khá là to nhá. Em này thì các chú mình cũng từ 75 đến 85 cân, mặc vừa em này. Vạt nó lại sẽ là vạt ngang này. Nó có xẻ vạt hai bên các chú ạ. Một em hiệu của Nhật đấy ạ. Make in Akinawa. Akinawa. Sản xuất ở Nhật. Mọi người có thể quan sát màu sắc của em này. Quá là đẹp và nhã nhặn luôn đấy ạ. Đó, nền màu trắng và được phối cái màu xanh lá này. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Và nó sẽ có họa tiết chìm nữa đấy nhá các chú nhá. Đây mọi người nhìn cái phần màu trắng này. Nó sẽ có họa tiết chìm này. Cực kỳ sang và đẹp luôn các anh chú ơi. Đây ạ. Anh chú nào mình vừa với form size to này thì chốt nhá. Độ mới rất là cao. Mặc em này cực kỳ lịch sự và trẻ trung ạ. Vai 56, bụng 65 và dài 79. Mã D15. Vai 47, bụng 59 và dài 74. Vai 47, bụng 59 và dài 74 ạ. Và một em sơ mi màu ghi ạ. Em này sẽ có túi này, túi nó sẽ được phối với cái họa tiết áo lính nhé các anh chú ạ. Anh chú ạ, khá là hay đúng không ạ?
Em này hiệu của nhà American, hiệu của Mỹ các chú ạ, Made in Bangladesh này. Đấy. Chất em này là kiểu chất chất thô kaki ấy chú ạ. Nó rất là mềm. Form dáng slim fit mà nó sẽ là vạt là sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Đây. Một em hiệu của Mỹ ạ, tang mác mã code check. Hàng chính hiệu đấy nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Em này là hàng đi xuất Hàn. Hàng xuất Hàn, xuất Nhật nhá các anh chú nhá. Đây mọi người có thể quan sát em này nhá. Khá là đẹp. Đó. Điểm nhấn của nó là cái túi này đây. Điểm nhấn của nó là một cái túi hình họa tiết dàn di như này. Khá là đẹp và độc lạ đúng không ạ? Đó. Vai 47, bụng 59 và dài 74 ạ. Mã D16, vai 48, bụng 55 và dài 80. Vai 48, bụng 55 và dài 80 ạ. Là một em sơ mi màu trắng phối với này kệ sọc màu xanh này. Màu sắc rất là mát mắt. Một em này thuộc form size L. Có túi ngực nha các anh chú nhá. Chất cốt tông, rất là mát mẻ. Vạt sẽ là vạt bầu này các anh chú này. Một em hiệu của Nhật các anh chú ơi, tang mác và hai cúc phụ đi kèm đầy đủ ạ. Đây, màu xanh này thì là cái gam màu cơ bản. Màu sơ mi cơ bản là những cái em màu như thế này nhá. Đây ạ, rất là dễ mặc các anh chú ạ. Đó. Vai 48, bụng 55 và dài 80. Đó. Nữ tuổi nào mình cũng có thể mặc được những cái em sơ mi màu sắc nó nhẹ nhàng, nó dễ mặc ạ. Mã D17, vai 49, bụng 59 và dài 60. Vai 49, bụng 59 và dài 76 ạ. Một em sơ mi màu trắng các anh chú ơi. Chất là chất chất thô kaki nhá, form size L ạ. Em này sẽ có túi ngực này, túi của nó sẽ là may với cái vải thun ấy, vải thun. Này, có hình con cá mập. Khá là hay đúng không ạ? Ở phần cúc của nó sẽ có thêu cái họa tiết thuyền buồm này các anh chú này. Em này thì mặc lên cũng rất là trẻ trung này. Độ mới rất là cao. Em này sẽ có vạt là vạt đuôi tôm và ở dưới nó sẽ có một cái may cái đường viền màu xanh lam nhé các anh chú nhá. Em này nó còn trắng tinh ấy, chất là chất thô, nó cực kỳ mềm mà không hề sợ nóng đâu nhá. Một em hiệu của Nhật các anh chú ơi. Tem mác còn mới đét này và nó có ba cúc phụ đi kèm như này. Rất là xịn sò luôn ạ. Hôm nay em cũng bán với cái giá 150.000, đồng giá 150.000 cho các anh chú thôi. Mình yêu thích cái sản phẩm nào thì mình alo cho em nhé để em được chốt đơn cho mọi người. Độ mới cực kỳ cao các anh chú ơi. Đó. Em này thì phong cách cũng khá là hay. Trẻ trung cực kỳ luôn đấy ạ. Mã D18, vai 51, bụng 55 và dài 70. Vai 51, bụng 55 và dài 70 ạ. Và một em sơ mi chất cốt tông siêu siêu mềm mại đấy anh chú ơi. Em này thì màu sắc cũng trung tính, rất là dễ mặc nha. Em này thuộc form size L ạ. Đây, có hai túi ngực hai bên này các anh chú này. Chất cốt tông nó rất là mềm, được phối với lại kẻ sọc như này đây. Vạt sẽ là vạt ngang ạ. Nó sẽ có xẻ vạt một chút xíu ở hai bên nhá. 100% cốt tông. Một em hiệu của Nhật các anh chú ơi. Đó. Em này các chú mình ở tuổi trung niên ấy, mặc lên thì quá là đẹp các anh chú ạ. Thay vì mặc những cái áo polo thì thi thoảng các anh chú mình đi đâu ấy, mình diện thêm cái áo sơ mi này thì em thấy nó rất là lịch sự luôn. Giá chỉ có 150 ngàn thôi, chất của nó cực kỳ mềm mại. Mã D19, vai 51, bụng 57 và dài 78. Vai 51, bụng 57 và dài 78 ạ. Một em sơ mi màu xanh này. Em này hiệu của nhà Adam Eva này. Cổ của nó sẽ là cổ tàu nhá. Đây ở phần cúc của nó sẽ là cúc ẩn này các chú ơi. Logo hiệu sẽ được may ở phần cúc này đây ạ. Sẽ có túi ngực nhá. Chất của em này nó rất là mềm, chất là chất dệt, rất là mềm mại, thông thoáng mát mẻ các anh chú ạ. Độ mới cực kỳ cao, màu xanh rất là mát mắt này. Nó sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Một em hiệu của Nhật các anh chú nhá. Một em tag mark của Nhật ạ. Đây ạ, màu sắc của nó quá là nhẹ nhàng, mát mẻ, mát mắt này các anh chú ơi. Mặc em này thì cực kỳ sang luôn đấy ạ. Mã D19, vai 51, bụng 57 và dài 78. Mã D20, vai 46, bụng 58 và dài 80.
vai 46, bụng 58 và dài 80 ạ. Một em sơ mi, họa tiết là hoa nhí này các anh chú ơi, cành lá hoa nhí các anh chú ạ. Em này thuộc form size L nhá, có túi ngực đây ạ. Chất cốt tông siêu siêu nhẹ nhàng và mềm mại các anh chú ạ. Em này sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Form dáng slim fit nhá các anh chú nhá. Một em hiệu của Nhật nhá, 100% cốt tông. Độ mới em này cực kỳ cao luôn. Màu sắc của nó rất là dễ mặc, nó không quá hàm hố nhá. Một em họa tiết hoa lá cành nhỏ cực kỳ đẹp luôn ạ. Các chú mình yêu thích phong cách họa tiết này thì đừng bỏ qua những cái em nhẹ nhàng lịch sự như này các chú nhá. Chất của nó cực kỳ xịn sò luôn. Vai 46, bụng 58 và dài 80. Mã D21. Vai 52, bụng 59 và dài 76. Vai 52, bụng 59 và dài 76 ạ. Một em sơ mi được phối với lại kẻ sọc này các chú ơi. Em này sẽ có túi ngực nhá. Hiệu của nó hiệu VIP này các chú ơi. Có túi ngực đó ạ. Phần cổ của nó sẽ có thêm may thêm hai cái cúc nhỏ. Rất là đứng áo này các chú này. Màu sắc này cũng quá là nhã nhặn lịch sự luôn. Và nó sẽ có cái họa tiết hoa nhỏ đây ạ. Đó. Chất của nó chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Rất là mềm mại nhẹ nhàng các chú mình mặc vào mùa hè. Vô tư không hề sợ nóng nhá. Vạt của nó sẽ là vạt ngang này các chú ơi. Đây, một em hiệu của Nhật các chú ạ. Đây mọi người thể quan sát cái màu sắc của nó nhá. Màu sắc của nó trung tính, cực kỳ nhẹ nhàng, dễ mặc nhá các chú nhá. Độ mới lại cực kỳ cao. Chất của nó thì siêu siêu nhẹ nhàng và mát mẻ các chú ạ. Vai 52, bụng 59 và dài 76. Mã D22. Vai 49, bụng 57 và dài 74. Vai 49, bụng 57 và dài 74 ạ. Một em sơ mi, chất là chất cốt tông. Chất cốt tông nhăn nhẹ nhá các chú nhá. Em này thuộc form size M ạ. Nó sẽ có túi ngực này. Logo sẽ được thêu ở phần túi đây nhá. Chất cốt tông nó rất là mềm. Nó rất là mềm và mát. Vạt sẽ là vạt đuôi tô. Một em hiệu của Nhật này các chú này. Tang mác của nó còn rất là mới luôn. Cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá. Đó. Vai 49, bụng 57 và dài 74 ạ. Màu sắc của nó quá là dễ mặc này các chú này. Màu sắc nó đơn giản, nó trung tính nhẹ nhàng nhá. Mã D23. Vai 49, bụng 56 và dài 78. Vai 49, bụng 56 và dài 78 ạ. Và một em sơ mi phối nệ kẻ sọc này các chú ơi. Em này thì thuộc form size L ạ. Nó sẽ có túi ngực nhá. Vạt sẽ là vạt bầu ạ. Và đằng sau của nó sẽ được thêu cái logo tag mark nhá. Hiệu của nhà Sanco. Đó. Em này độ mới cũng rất là cao. Một em hiệu của Nhật này các chú ơi. Make in Cambodia và là hàng xuất Nhật. Màu sắc của nó rất là dễ mặc. Thân sau của nó này có thêm cái họa tiết nhỏ như này, chi tiết nhỏ như này tạo lên điểm nhấn cho cái áo nhá. Rất là trẻ trung các anh chú ạ. Đó, anh chú mình mặc em này thì cứ bỏ buông ra. Cực kỳ đẹp luôn. À, phần tay của nó cũng sẽ được thêu cái hình con chim cánh cụt nhá. Đó. Rất là đẹp, rất là trẻ trung khi mặc em này nhá. Vai 49, bụng 56 và dài 78. Em lên mã D24. Vai 45, bụng 55 và dài 72. Vai 45, bụng 55 và dài 72 ạ. Và một em sơ mi chất của nó siêu siêu mềm mại các chú ạ. Nó sẽ là phối với này kẻ sọc này. Có túi ngực nhá. Thương hiệu của Italia đấy ạ. Nó sẽ được theo logo hiệu và chữ Italia này đây các chú ơi. Đó, form size M nhá. Chất của nó mềm mại vô cùng ấy. Đây, em này sẽ là vạt bầu ạ. Màu sắc này thì rất là trung tính này. Màu sắc trung tính dành cho phù hợp cho những anh chú mình ở tuổi trung niên ấy. Một em tag mark của Nhật các anh chú nhá. Độ mới cực kỳ cao. Chất của nó siêu siêu nhẹ nhàng, mát mẻ ạ. Đây, các anh chú mình ở tuổi trung niên mặc em này thì quá là đẹp, rất là hợp luôn. Nhưng lên mã D24. Vai 45, bụng 55 và dài 72. Vai 45, bụng 55 và dài 72 ạ.
Một em sơ mi phối với cái kẻ sọc này chú ơi. Chất của nó là chất cốt tông, nó cực kỳ mềm mại. Em này là thương hiệu của Italia nhá. Form size M ạ. Sẽ có túi ngực này, logo tag mark sẽ được may ở phần túi này đây ạ. Chất của nó mềm, cực kỳ mềm. Tạt sẽ là vạt bầu này các anh chú ơi. Tem của Nhật các anh chú nhá. Cúc của nó cũng sẽ được dập cái logo hiệu ạ. Mọi người có thể quan sát cái màu sắc này nhá. Màu sắc trung tính phù hợp với những anh chú mình ở tuổi trung niên. Mặc em này thì quá là đẹp luôn các anh chú ạ. Mã D25, vai 53, bụng 66 và dài 82. Vai 53, bụng 66 và dài 82 ạ. Và một em sơ mi kẻ ô. Đây, hiệu của nhà Kansai Jean nhá, form size L. Thương hiệu này cũng rất là quen thuộc. Thương hiệu của Nhật nhá, sẽ có hai túi ngực hai bên này và có túi hiệu của nó sẽ có cúc cài trang trí này. Toàn bộ cúc của nó cũng sẽ được dập cái chữ logo hiệu nha các chú nhá. Chất em này là chất cốt tông nhăn nhẹ này các chú này. Nó cũng cực kỳ mềm mại luôn. Vạt của nó sẽ là vạt bầu ạ. Đây, một em hiệu của Nhật nhá. 100% cốt tông này các chú ơi. Em này thì gam màu trầm màu, mặc lên thì cũng cực kỳ lịch sự dành cho chú mình ở tuổi trung niên 45 50 tuổi trở lên ấy thì mặc em này nhá. Nó có thêm hai cái túi hai bên thì rất là lịch sự. Mã D26, vai 52, bụng 64 và dài 74. Vai 52, bụng 64 và dài 74 ạ. Một em sơ mi họa tiết này các chú ơi, nó phối với khá là nhiều màu sắc nhưng nó không quá rực rỡ nhá. Màu sắc của nó rất là tươi tắn và trẻ trung ạ. Em này là make in Thái Lan và là form size XL các anh chú này. Nó sẽ có túi ngực nhá. Vạt là vạt ngang ạ. Chất liệu này mặc lên cũng cực kỳ mát, rất mềm mỏng mát các anh chú ạ. Đó, màu sắc của nó cực kỳ đẹp luôn đây ạ. Đấy, mọi người thể quan sát màu sắc của em này nhá. Mặc lên thì rất là trẻ trung. Mã D26, vai 52, bụng 64 và dài 74. Mã D27, vai 49, bụng 58 và dài 77 ạ. Vai 49, bụng 58 và dài 77 ạ. Một em sơ mi màu cam này anh chú ơi, và hợp phối với này kẻ sọc nhá. Một em hiệu của nhà Uniqlo, form size M ạ. Nó sẽ có túi ngực đây, chất cốt tông nhăn các anh chú nhá, chất cốt tông nhăn nhẹ. Chất của nó rất là mềm mát. Em này sẽ là vạt bầu ạ. Một em Uniqlo của Nhật các anh chú này. Tăng mát của nó còn mới cứng luôn. Độ mới cực kỳ cao. Màu sắc của nó thì cũng rất là tươi tắn trẻ trung nhá. Các chú mình làm việc ở môi trường công sở ấy thì mặc những em này quá là hợp luôn đấy ạ. Đây ạ, độ mới cao lắm, độ mới cực kỳ cao, form size M, hiệu của nhà Uniqlo nhá. Chất cốt tông nó rất là mềm. Mã D28, vai 44, bụng 55 và dài 76. Vai 44, bụng 55 và dài 76 ạ. Một em sơ mi họa tiết kẻ sọc này các chú này, sẽ có túi ngực nhá. Em này thì thuộc form size M ạ. Em này thuộc form size M, chất cốt tông nó mềm mại lắm các chú ạ. Đây, độ mới rất là cao luôn và sẽ là vạt bầu ạ. Một em 100% cốt tông và là hiệu của Nhật này các chú này. Đây mọi người có thể quan sát màu sắc này nhá. Quá là đẹp luôn đấy ạ, nếu tuổi nào mình cũng có thể mặc được. Chất của nó thì cực kỳ xịn sò luôn. Các chú mình cứ nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Em lên mã D29. Vai 48, bụng 51 và dài 74. Vai 48, bụng 51 và dài 74 ạ. Và một em sơ mi kẻ caro này các chú ơi. Em này sẽ có túi ngực nhá. Logo sẽ được thêu ở phần túi này đây ạ. Đây, em này thuộc form dáng slim fit các chú ạ. Và sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Một em hiệu của Hàn các chú ạ. Đây, một em hiệu của Hàn. Độ mới cũng rất là cao nhá. Màu sắc cũng cực kỳ dễ mặc này các chú này. Cái gam màu cơ bản đấy các chú nhá. Đó. Vai 48, bụng 51 và dài 74. Mã D30. Vai 48, bụng 54 và dài 76. Vai 48, bụng 54 và dài 76 ạ. Một em sơ mi màu xanh và nó được phối cái kẻ ô nhỏ này các chú ơi. Em này chất cốt tông cực kỳ mềm mại luôn, thuộc form size L ạ. Có túi ngực đây. Màu xanh nhạt. Rất là dễ mặc.
Mặc em này thì rất là trẻ trung đấy. Em này thì sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Độ mới cực kỳ cao luôn. Một em hiệu của Nhật các chú nhá. Form size M ạ. Đây. Một em sơ mi màu xanh. Rất là nhẹ nhàng, mát mắt, dễ mặc các chú ơi. Các chú mình đi làm ở môi trường công sở ấy, hoặc là đi chơi, đi cà phê này, mặc như em này quá là đẹp và sang luôn đấy ạ. Mã D31. Vai 46 bụng 54 và dài 74. Vai 46 bụng 54 và dài 74. Ôi em này mềm lắm, em này cực kỳ mềm, màu đỏ cực kỳ trẻ trung, form size M này các chú ơi. Em này sẽ có hai túi nhá. Túi sẽ có nắp túi và cúc bấm này. Toàn bộ em này thì là cúc của nó là cúc bấm nhé các chú nhá. Chất của nó rất là mềm, nó mềm mại lắm. Vạt em này sẽ là vạt bầu nhẹ các chú ạ. Màu này thì rất là trẻ trung rồi ạ. Một em hiệu của Nhật các chú ơi, 100% cốt tông. Nó mềm mại cực kỳ ấy. Nó giống như nó có là hai lớp nhá. Bên trong nó sẽ có một lớp nót nữa. Nhưng mà nó mềm vô cùng mềm ấy. Đây ạ, màu đỏ cực kỳ tươi tắn và trẻ trung ạ. Vai 46, bụng 54 và dài 74. Mã D32. Vai 44, bụng 50 và dài 72. Vai 44, bụng 50 và dài 72 ạ. Một em sơ mi nền màu trắng và được phối với cái họa tiết hoa nhí này các anh chú ơi. Hoa nhí màu xanh và điểm thêm một chút màu vàng nữa nhá. Rất là đẹp, nhẹ nhàng và mát mắt luôn ạ. Em này sẽ có túi cực này. Độ mới em này cực kỳ cao, form dáng slim fit và nó sẽ có vạt bầu. Một em hiệu của Nhật nhá, form size M các chú ơi. Thằng mắc còn mới cứng như này. Độ mới cực kỳ cao. Đây, một em họa tiết hoa nhí này dành cho các anh chú mình yêu thích họa tiết. Những em họa tiết này, quanh năm suốt tháng mặc họa tiết thì đừng bỏ qua em này nhá. Nó rất là đẹp ạ, form dáng slim fit các chú ơi, trẻ trung cực kỳ. Mã D33. Vai 46 bụng 51 và dài 72. Vai 46 bụng 51 và dài 72 ạ. Một em sơ mi caro hiệu của nhà Polo Club này các chú ơi, thương hiệu của Mỹ nhá. Có túi ngực logo Tag Mark sẽ được thêu ở phần túi này đây. Chất của nó thì rất là nhẹ nhàng và mát. Màu sắc trung tính cực kỳ dễ mặc dành cho chú mình ở tuổi trung niên này. Vạt sẽ là vạt ngang ạ. Một em sơ mi hiệu của Mỹ này, hàng là hàng xuất Nhật anh chú nhá. Tag Mark. Em xin lỗi, tem là tem của Hàn anh chú ạ. Tem của Hàn. Đó, màu sắc của nó trung tính, rất là dễ mặc. Các chú mình ở tuổi trung niên mặc em này thì quá là đẹp luôn, lịch sự cực kỳ ạ. Các chú mình mặc đi làm này hoặc là đi chơi. Đó. Dạ, rất là lịch sự nhã nhặn ạ. Mã D34. Vai 45 bụng 52 và dài 71 ạ. Vai 45 bụng 52 và dài 71. Một em sơ mi màu xanh và được phối với cái kẻ eo này các chú ơi. Em này thì sẽ có 4 túi nhá, hai túi kéo khóa và hai túi có nắp túi cúc cài ở bên dưới ạ. Màu xanh rất là nhẹ nhàng, mát mắt, dễ mặc này các chú ơi. Chất của nó cũng cực kỳ mềm và mát. Em này sẽ có vạt bầu ạ. Một em hiệu của Nhật nhá các chú nhá. Đây mọi người có thể quan sát em này. Màu sắc của nó thì rất là mát mắt nhá. Vai 45, bụng 52 và dài 71. Đây ạ. Chất em này thì siêu siêu mát rồi các chú nhá. Em lên mã D35. Vai 44, bụng 57 và dài 70. Vai 44, bụng 57 và dài 70 ạ. À, một em sơ mi kẻ ô này, chất của nó cực kỳ mềm, chất nó chất cốt tông, nó rất là mềm mại ấy các chú ạ. Còn túi ngực sẽ có cúc cài này, tag mark sẽ may ở phần sườn túi này nhá. Vạt sẽ là vạt bầu các chú ạ. Một em hiệu của Nhật đây ạ. Đây, chất của nó rất là mềm, các chú mình mặc thì không hề sợ nóng đâu nhá. Em lên mã D36. Vai 50, bụng 60 và dài 71. Vai 50, bụng 60 và dài 71 ạ. Và một em sơ mi họa tiết hoa nhí này các chú ơi. Chất của nó cực kỳ mềm mại. Chất này là chất dệt nhá, chất là chất dệt. Nhưng nó vô cùng mềm mại các chú ạ. Vạt em này sẽ là vạt ngang ạ. Vạt ngang và nó có xẻ vạt hai bên nhá. Một em hiệu của Nhật này các chú ơi.
Độ mới cực kỳ cao luôn ạ. Em này thì cái chú mình phải từ 60 đến 70 cân thì mặc vừa em này đấy. Chất của nó siêu siêu mềm mại nhá. Đó, dành cho chú mình yêu thích phong cách họa tiết này. Nhưng mà nó họa tiết nhẹ nhàng nhá. Ai cũng có thể mặc được cái chú ạ. Đấy, mặc em này thì sẽ trẻ ra mấy tuổi luôn ấy. Màu sắc của nó rất là nhẹ nhàng. Chất của nó siêu siêu mềm mại. Giá chỉ cũng có 150 ngàn thôi ạ. Mình vừa với form size nào thì mình chốt nhá. Mã D37, vai 49, bụng 57 và dài 76. Vai 49, bụng 57 và dài 76 ạ. Một em sơ mi kẻ ô này. Chất là chất cốt tông nhăn nhẹ nhá các chú nhá. Chất nó rất là mềm, rất là mềm. Một em hiệu của nhà New Yorker. Đó, có túi ngực đây ạ. Màu sắc này thì rất là trẻ trung, mát mắt này. Vạt sẽ là vạt bầu ạ. Thuộc form size L nhé các chú nhé. Tăng mát của Nhật ạ. Đây mọi người thấy quan sát em này. Em này thì cực kỳ trẻ trung. Màu sắc cũng rất là dễ mặc, dễ phối đồ nha các chú nhé. Nó là những cái gam màu cơ bản đấy. Vai 49, bụng 57 và dài 76. Em lên mã D38. Vai 49, bụng 59 và dài 70. Vai 49, bụng 59 và dài 70 ạ. Và một em sơ mi kẻ caro này. Hiệu của nhà Uniqlo, form size L các chú nhé. Có túi ngực. Chất Uniqlo cực kỳ mềm mại. Rất là mềm, vạt là vạt ngang và sẽ có xẻ vạt hai bên. Phong cách vạt ngang này thì cũng rất là trẻ trung. Một em sơ mi Uniqlo của Nhật này các chú ạ. Đó, đây chú mình mặc em này với lại quần jean này, quần tây. Bỏ buông ra cũng rất là hợp nhá. Màu sắc trung tính, cực kỳ dễ mặc dành cho chú mình ở tuổi trung niên. Chất của nó thì siêu siêu mềm mại. Mã D39. Vai 44, bụng 52 và dài 72. Vai 44, bụng 52 và dài 72 ạ. Và một em sơ mi caro màu đỏ trắng này các chú ơi. Em này cũng của nhà hiệu nhà Uniqlo, form size M, Made in Việt Nam. Có túi ngực đây các chú ạ. Màu là màu màu gam màu nền đỏ nhá. Rất là trẻ trung. Vạt sẽ là vạt bầu nhẹ ạ. Nó một em Uniqlo của Nhật này. Đây, màu sắc này rất là trẻ trung, phù hợp với nhiều lứa tuổi nhá. Mã D40, vai 42, bụng 50 và dài 64. Vai 42, bụng 50 và dài 64 ạ. Một em sơ mi và nó được phối với lại họa tiết kẻ ngang, kẻ ô nhí này các chú ơi. Em này nhá, ở bên trên của nó sẽ là vải sơ mi, còn bên dưới của nó là vải thun co giãn 4 chiều này các chú ơi. Nó cực kỳ mềm mại, mát mẻ và sẽ là vạt ngang ạ. Em này thì phong cách rất là trẻ trung. Đây, ở thân giữa nó sẽ có một cái đường kẻ ngang màu trắng này. Đây. Tuy nhiên em này cũng form size nhỏ thôi nhá, cái chú mình từ 45 đến 50, 52 cân ấy thì mặc vừa em này nhá. Bên dưới của nó là chất chất thun nhá. Nó rất là mềm và nó có độ co giãn siêu siêu co giãn các chú ạ. Em này thì là tag mark của Hàn nha chú nhá. Vai 42, bụng 50 và dài 65. Và dài 64. Vai 40, bụng 52 và dài 64 ạ. Em lên mã D41. Vai 44, bụng 50 và dài 71. Vai 44, bụng 50 và dài 71 ạ. Một em sơ mi nền màu xanh phối với kẻ ô. Màu sắc rất là tươi tắn. Form size số 95 là thuộc form size M các anh chú ạ. Có túi ngực đấy nhá. Màu này thì rất là mát mắt này. Và sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Form dáng slim fit các anh chú nhá. Một em hiệu của Hàn các anh chú ạ. Đây ạ. Màu sắc này thì phù hợp với nhiều lứa tuổi này. Màu sắc rất là mát mắt nhẹ nhàng các anh chú ơi. Em lên mã D42. Vai 49, bụng 57 và dài 77. Vai 49, bụng 57 và dài 77 ạ. Và một em sơ mi màu ghi nhá. Tag mark của nó đây các chú ơi. Authentic form size L các chú nhá. Hàng chuẩn au này. Có túi ngực này các chú ơi. Chất này là chất thô kaki nhá. Nhưng nó cũng rất là mềm mại luôn. Mua những cái em này hàng mới thì cũng cực kỳ đắt đỏ đấy, không hề rẻ nhá. Đây, em này thì sẽ là vạt bầu ạ.
Mặc em này thì nó giống như cái kiểu vải jean ấy, chất là chất giống cái kiểu vải jean ấy, nhưng mà màu nó khác màu đi ạ, màu nó là màu ghi. Đó. Mặc lên thì phong cách cực kỳ trẻ trung, phong dáng của nó rất là trẻ trung, một em hiệu của Nhật các anh chú ơi. Đây ạ. Mặc những em này thì phong cách trẻ trung này, phong cách phóng khoáng thì anh chú mình chọn những cái em này nhá. Mình phối với lại quần jean và bỏ buông ra. Vai 49, bụng 57 và dài 77 ạ. Này. Mã D43, vai 45, bụng 50, vai 45, bụng 48 và dài 75. Vai 45, bụng 48 và dài 75 ạ. Một em sơ mi kẻ sọc nhá. Vạt sẽ là vạt bầu ạ, chất cốt tông, rất là mềm. Em này thì thuộc form size M. Hiệu của Italia. Có túi ngực này. Túi sẽ có nắp túi và cúc cài các chú nhá. Toàn bộ cúc của nó cũng sẽ được dập logo hiệu đây ạ. Form dáng slim fit nhá. Vạt đuôi tôm. 100% cốt tông. Tang mác của Nhật này các chú này. Đây màu sắc này, màu sắc trung tính dành cho chú mình ở tuổi trung niên nhá. Rất là dễ mặc. Nó em này nó còn nhăn một chút xíu em chưa là kỹ. Đây, các chú mình nhận hàng thì em sẽ là lượt cẩn thận nhá. Vai 45, bụng 48 và dài 75 ạ. Em lên mã D44. Vai 54, bụng 64 và dài 83. Vai 54, bụng 64 và dài 83 ạ. À, một em chất là chất cắt hàn các anh chú nhá. Chất cắt hàn này thì nó cũng cực kỳ mát. Em này thì thuộc form size L. Có túi ngực đây các anh chú ơi. Em này dành cho chú mình ở tuổi trung niên. Mặc em này thì quá là sang. Vạt em này cũng sẽ là vạt bầu ạ. Một em hiệu của Nhật các anh chú ạ. Đây ạ, màu của nó là màu màu vàng nhá. Màu vàng và nó được phối cái họa tiết kẻ ô như này các chú này. Chất cắt hàn. Mặc vào thì bao sang bao lịch sự rồi các chú ơi. Đó, mình có thể quan sát đây. Vai 53, bụng 64 và dài 83. Giá chỉ có 150 ngàn thôi. Em lên mã D45. Vai 46, bụng 54 và dài 75. Vai 46, bụng 54 và dài 75 ạ. Một em sơ mi chất 100% cốt tông. Siêu siêu mềm mại các anh chú ơi. Form size 105 là thuộc form size L đấy anh chú ạ. Đây em này là sẽ là phối với lại cái ngang này. Màu xanh, nền màu xanh. Đó. Và sẽ là vạt bầu nhé các anh chú nhá. Chất của nó là chất cốt tông cực kỳ mềm mại ấy. Một em hiệu của Hàn nhá. Một em hiệu của Hàn 100% cốt tông. Tang mác và cúc phụ đầy đủ đi kèm này. Đây ạ, màu sắc này thì cũng phù hợp với nhiều lứa tuổi này. Mặc lên thì bao sang bao lịch sự luôn ạ. Giá chỉ có 150 ngàn thôi. Chất của nó mềm mại vô cùng. Mã D46. Vai 50, bụng 61 và dài 78. Vai 50, bụng 61 và dài 78 ạ. Một em sơ mi kẻ sọc này các chú ơi. Cổ là cổ tàu nhá. Hiệu của nhà Scott House. Thương hiệu rất là quen thuộc. Túi ngực này. Mà có tag mark sẽ may ở phần túi này đây ạ. Màu sắc thì cũng rất là mát, mát dễ mặc này các chú ơi. Dành cho các chú mình ở tuổi trung niên ấy. Nó phối với cổ tàu thì mặc rất là lịch sự. Mặc kiểu phong cách đại gia ấy. Dành cho chú mình ấy. Ở tuổi trung niên ấy ạ. Và sẽ là vạt bầu nhá các chú nhá. Độ mới em này cực kỳ cao. Màu sắc rất là dễ mặc, nhẹ nhàng, mát mắt ạ. Một em tang mác của Nhật các anh chú nhé. Vai 50, bụng 61 và dài 78 ạ. Em lên mã D47. Vai 52, bụng 57 và dài 72. Vai 52, bụng 57 và dài 72 ạ. Chất cốt tông siêu siêu mềm các anh chú ạ. Em này thuộc form size M. Cổ nó sẽ là cổ chữ V nhá. Cổ chữ V này có túi ngực ạ. Đây, chất mềm mại vô cùng. Vạt sẽ là vạt ngang này. Nó sẽ có xẻ vạt hai bên các chú ơi. Một em tắc mắc của Nhật. Đây mình có thể quan sát màu sắc của em này nhé. Vạt là vạt ngang các chú mình cứ mặc phối với quần jean và bỏ buông ra. Phong cách rất là phóng khoáng này, trẻ trung. Em lên mã D48. Vai 44, bụng 54 và dài 76.
vai 44, bụng 54 và dài 76, một em màu trắng và phối với cái chấm bi đen này. Em này hiệu của Mỹ các anh chú nhá. American Made in Indian. Đây. Chất cốt tông nó rất là mềm mịn, có túi ngực nhá anh chú nhá. Em này thì form dáng slim fit, là vạt đuôi tôm ạ. Đây ạ, một em chính hiệu này các anh chú này. Tang mác của nó đây. Xuất đi rất là nhiều nước. Chất của nó mịn, nó mềm và nó mịn ấy. Đây các chú mình mặc đi làm ở môi trường công sở này, rất là lịch sự. Chất giá chỉ có 150.000 thôi. Vai 44, bụng 54 và dài 76 ạ. Em lên mã D49. Vai 46, bụng 56 và dài 72. Vai 46, bụng 56 và dài 72. Chất cốt tông vô cùng mềm mại, màu sắc của nó cũng rất là đẹp nhá. Em này sẽ có túi ngực này. Đó. Hai phần cổ của nó sẽ có đính thêm hai cái cúc này nhá. Rất là lịch sự. Đây màu sắc của nó này. Rất là nhã nhặn đúng không ạ? Vạt em này sẽ là vạt bầu một chút xíu xiu cho các chú nhá. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại luôn các chú ơi, mặc không hề sợ nóng đâu nhá. Nhưng những cái chất cốt tông này. Vai 46, bụng 56 và dài 72 ạ. Em lên mã D50. Vai 48, bụng 51 và dài 84. Vai 48, bụng 51 và dài 84 ạ. Một em sơ mi phối lại kẻ sọc này chú ơi. Nền màu trắng và phối với kẻ sọc màu xanh. Phần cổ của nó là cổ màu trắng nhá, sơ mi màu trắng nhá. Em này thì quá là lịch sự rồi. Có túi ngực. Kiểu dáng nó đơn giản thôi nhưng màu sắc của nó phối né thêm một chút màu trắng ở đây nữa thôi. Thì các chú mình mặc thêm bao sang bao lịch sự nhá. Em này sẽ là form dáng slim fit này, vạt đuôi tôm. Thân sau của nó sẽ có may hai cái đường ly chít eo này đây ạ. Em này thì các chú mình mặc phải bận sơ vin vào nhá. Một em hiệu quả Hàn nha chú ơi. Vai 48, bụng 51 và dài 84 ạ. Độ mới cực kỳ cao nhá. Chất của nó cực kỳ xịn sò, mềm mại và mát mẻ. Mã D51. Vai 46, bụng 52 và dài 74. Vai 46, bụng 52 và dài 74 ạ. Và một em sơ mi màu trắng phối với này ạ. À, ở thân sau của nó khác thân trước nhá. Ở thân trước của nó là màu trắng và được phối với cái túi này, túi màu xanh. Vải của nó là vải thun nhá các chú nhá. Phong cách rất là trẻ trung. Còn thân sau của nó đây ạ, thân sau của nó sẽ là vải sơ mi nhá. Vải sơ mi kẻ sọc màu trắng xanh này. Nó sẽ có hai cái đường ly chít eo nhá. Vạt sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Đây, một cái phong cách cực kỳ trẻ trung, độc lạ đúng không ạ? Đây ạ. Độ mới rất là cao. Độ mới cực kỳ cao luôn, mới đến 98-99% ấy. Một em hiệu của Hàn này, tang mác của nó còn mới cứng như này ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 74. Em lên mã D52. Vai 48, bụng 58 và dài 83. Vai 48, bụng 58 và dài 83 ạ. Một em sơ mi màu trắng và phối với lại kẻ sọc này các chú ơi. Em này thuộc form size L nhá. Made in Indonesia. Tag mark của nó được dập ở phần cổ này. Có túi ngực nhá. Em này thì là màu cơ bản rồi ạ. Rất là dễ mặc, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Và sẽ là vạt bầu nhá. Nên cái chú mình mặc em này sơ bận sơ vin vào này. Quá lịch sự luôn. Mình mặc đi làm, đi sự kiện, đi cà phê này. Nó độ mới rất là cao luôn. Chất của nó thì rất là mềm nhá. Chất của nó rất là mềm mại. Vai 48, bụng 58 và dài 83 ạ. Em lên mã D53. Vai 54, bụng 60 và dài 80. Vai 54, bụng 60 và dài 80 ạ. Và một em chất cốt tông cực kỳ mềm, màu sắc của nó cũng rất là mát mát, dễ mặc này. Độ mới em này rất là cao nhá. Vạt sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Đây, em này form size 105, tương đương với form size L cái chú nhá. Có túi ngực ạ. Logo tag mark sẽ được may ở phần túi này đây. Chất cốt tông siêu siêu mềm mại. Vạt bầu này các chú này. Tag mark của Nhật nhá. À, chữ nó bị mờ mất chữ. Em vẫn nhìn thấy Made in Korea. Màu sắc này thì cực kỳ trẻ trung, mát mắt này các chú này. Đó. Em này thì các chú mình 60 đến 70 cân ấy thì mặc vừa em này nhá.
Em lên mã D54. Vai 49 bụng 50. Vai 49 ạ. Và đây đo là vai 49 bụng 50 và dài 84. Một em sơ mi màu trắng và phối với kẻ sọc này các chú ơi. Em này thuộc form size L nhá. Nó cái cổ áo, cúc áo nó may cực kỳ lịch sự luôn các chú ơi, đứng áo và lịch sự cực kỳ luôn ấy, độ mới rất là cao. Có túi ngực này, cái gam màu cơ bản rất là dễ mặc nhá. Nó và sẽ là vạt đuôi tôm ạ. Một em make in Myanmar và là hàng xuất Nhật các chú nhá. Gam màu cơ bản rất là dễ mặc, chất của nó mềm, mềm mịn các anh chú ạ. Em lên mã D55. Vai 49 bụng 51 và dài 74. Vai 49 bụng 51 và dài 74 ạ. Chất cốt tông siêu siêu mềm. Đây. Hiệu của nhà Bin Polar. Đây, logo. Logo đây ạ. Logo hiệu sẽ được thêu ở phần trước ngực. Em này chất nó mềm, cực kỳ mềm và sẽ làm vạt bầu ạ. Độ mới rất là cao nhá. Đây thân sau của nó sẽ có may hai cái đường ly chít eo này các chú này. Màu sắc của nó rất là trẻ trung. Đây. Chất của nó thì siêu siêu mềm mại các chú ơi. Em xem tác mác. Đây, một em hiệu của Nhật nhé các chú ạ. Em xin lỗi hiệu của Hàn. Một em hiệu của Hàn nhé chú ạ. Đó. Đây ạ, màu sắc của nó thì trẻ trung cực kỳ, phù hợp với nhiều lứa tuổi nhá. Em lên mã D56. Vai 48 bụng 56 và dài 78. Vai 48 bụng 56 và dài 78 ạ. Một em sơ mi nền màu xanh này, màu xanh nhạt phối với kẻ sọc đây ạ. Có túi ngực các anh chú nhá. Em này thuộc form size M. Độ mới em này cực kỳ cao. Vạt là sẽ là vạt bầu ạ. Màu sắc rất là mát mắt, dễ mặc nha các anh chú nhá. Đó. Mã D57. Vai 47, bụng 56 và dài 72. Vai 47, bụng 56 và dài 72 ạ. Một em sơ mi kẻ ô màu trắng phối hợp với lại màu tím nhẹ nhá. Đó. Em này chuẩn authentic này. Form số 95 là thuộc form size M các chú nhá. Em này sẽ có hai túi ngực, túi sẽ có nắp túi và cúc cài nhá. Chất của nó thì cực kỳ mềm mại các chú ạ. Đây ạ. Đây. Màu của nó thì cũng rất là dễ mặc nhá. Một em hiệu của Hàn nghe chú ơi. Đây ạ. Màu tím nhẹ nhá. Cái chú nào mà tín đồ của sơ mi mà chưa có cái màu tím nhẹ này thì chốt em này nhá. Nó có hai túi hai bên thì cực kỳ trẻ trung ạ. Mã D58. Vai 47, bụng 55 và dài 74. Vai 47, bụng 55 và dài 74 ạ. Một em sơ mi chất cốt tông. Chất cốt tông nhăn nhẹ nhá chú ơi. Người em này thì có túi ngực này. Logo tag mark sẽ được may ở phần túi nhá. Màu sắc trung tính thì rất là dễ mặc này. Chất cốt tông nó cực kỳ mềm mại. Và sẽ làm vạt đuôi tôm một chút xíu nhé. Độ mới cực kỳ cao các anh chú ạ. Một em hiệu của Nhật ạ. Đây mình có thể quan sát màu sắc này nhá. Các anh chú mình ở tuổi trung niên ấy, từ 45-50 tuổi trở lên. Mặc em này thì quá là đẹp rồi. Độ mới cực kỳ cao, chất của nó cũng rất là mát mẻ ạ. Em lên mã D. Bao nhiêu nhỉ? D58, D59. Vai 47, bụng 54 và dài 76. Vai 47, bụng 54 và dài 76 ạ. Và một em sơ mi kẻ caro này cái chú này. Em này form size 100 tương đương với form size L. Có túi ngực nhá. Logo sẽ tag mark sẽ được may ở phần túi này đây ạ. Chất này thì cực kỳ mát mẻ, nhẹ nhàng cái chú này. Màu sắc cũng rất là tươi tắn, trẻ trung. Và sẽ là vạt bầu một chút xíu xíu thôi cái chú ạ. Đây ạ, độ mới rất là cao nhá. Màu sắc thì cực kỳ trẻ trung. Vai 47, bụng 54 và dài 76 ạ. Em lên mã cuối cùng, mã D60. Vai 52, bụng 56 và dài 83. Vai 52, bụng 56 và dài 83. Một em sơ mi. Một em sơ mi nền màu vàng và phối với cái kẻ ô này các chú ạ. Em này thuộc form size L nhá. Tác mang sẽ được may ở phần cổ này đây. Có túi ngực này. Chất cốt tông siêu siêu mềm mại các chú ạ. Vạt sẽ là vạt bầu này. Em này thì các chú mình từ 60 đến 70 cân thì mặc vừa em này đấy.
chất 100% cốt tông hiệu của Nhật các anh chú nhá. Màu vàng rất là tươi tắn và trẻ trung này các chú ơi. Mã cuối cùng của em ngày hôm nay rồi ạ. Đó, như vậy là hôm nay em có lên tổng là 60 mã áo sơ mi nhá, đồng giá 150k. Anh chú mình yêu thích sản phẩm nào thì hãy alo cho em để em được tư vấn và chốt đơn cho mọi người ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Em kính chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui. Em xin chào và hẹn gặp lại.